Xin chào quý cô bác anh chị cùng tất cả mọi người nhé. Đã quay lại với video tiếp theo trên kênh Tài TV. Hiện tại thì Ước đang đi bộ lên lán nhà em Xính. Đeo bộ từ dưới cho lên rồi các bạn. Một mình trong rừng. Đây bây giờ bên này họ phát, họ trồng hết cây quế rồi. Từ đây ra đến bên kia. Này trời nắng quá các bạn. Mới sáng sớm mà trời đã nắng gắt rồi. Một mình đi nên là nước vừa đi để bóng cây nó mát thì nghỉ thôi. Còn đi vòng lên trên này. Đi lên đến đỉnh đồi xong đi ngang nữa đến lán nhà em Xính. Hai vợ chồng em Xính à. Chào anh ơi. Xin chào. Tự nhiên đây ra đến đấy rồi. Tự nhiên chui ở rừng ra. Cái gì? Giật mình à? Ô, gặt xong rồi á? Anh tưởng hôm nay mới gặt mà. Hôm qua tiện thì em nhờ mọi người thế, mọi người bảo hôm qua mới rảnh hết thì hôm qua ra luôn thế thì bảo hôm qua. Ồ. Anh cứ tưởng là hôm nay gặt đang ăn thì em tranh thủ mọi người ra giúp thì ra luôn thế. Thế là gặt xong hôm qua rồi à? Một buổi là xong hết rồi. Không. À ngày đấy, xong là hôm qua mọi người cái số người về nhà thì về thôi. Bởi em làm đến 8 giờ mới xong. 8 giờ đêm á? 8 giờ em lấy cái tiền có to của mất người khác kéo ở đây. Thế à? Xong rồi ốp đấy. Cái đèn về thắp ở đây, tuyết ban đêm. Xong là bây giờ xong rồi. Thì về ốp à, sáng nay là mới cho phơi ở đây luôn à? Bây giờ em cho phơi ở đây luôn, về nhà gà nhiều quá. Bây giờ đi về trên nhà cũng dốc không biết thế. Ồ, thế anh cứ tưởng hôm qua anh điện thế đấy, anh cứ bảo hôm nay gặt thì anh mới lên. Lên được. Hôm qua anh lại dẫn chị Mai với cả anh Nông đi lên cửa khẩu. Thế là không lên được. Thăm cửa khẩu à? Anh chị ấy lên chơi. Thế anh mua thịt lên này. Ý cầm lên nấu ăn. À đây là em Cầu à? Không phải. Con trai của anh già. Nó à. Đứa lớn này đúng không? Qua mẹ nó đưa lên chăn trâu. Cái này một lần là đi học nhưng anh ít gặp nhỉ. Đúng rồi. Hôm qua mẹ nó đưa lên chăn trâu. Hôm nay là được nghỉ hè. Đấy bảo thế bảo cò lấy thịt đi lên nhà đi. Lấy thịt về nhà cất xong là đun một xíu nước nhá. Cái chú về đủ uống nhá. Hôm nay cái cục sáng nay hết rồi. Thế hôm qua là mấy người giúp? Hòa có lên giúp không? Có mà, hôm qua nó về rồi. Đang đẻ nó về. Lần đang đẻ thế là về à? Thế vợ Hòa đâu? Vợ Hòa nó ở trên này. Em đang bẻ ngô trên này, nó khổ bốc ngô trên này. Thế hôm nay là bẻ ngô luôn gì? Bẻ ngô mà. Thế mà này em bẻ hết rồi. Ngoài kia em cũng bẻ hết rồi. Nhanh thế nhỉ? Nó đang nắng, tranh thủ nắng không nó. Ngày nắng ngày mưa không biết được. Nào, to. Đấy. Bán nhà em Xính là bây giờ là có thành quả rồi đây. Lúc nhớ đầu tiên là Ước cùng với em Xính đi lên đây là không có một cái gì cả. Hôm đấy anh em nhớ cái buổi đầu tiên là trời mưa. Nấu mì tôm ăn ở trên cái khu chuồng lợn nhỉ. À, trời mưa. Không có gì che nhỉ. Xính còn nhớ. Hôm buổi đầu tiên, buổi thứ hai dính mưa đấy.
ăn nước mưa bằng tám vào cái bát ớt thì tôi một cay mắt em. Đấy, bây giờ có những hạt thóc đầu tiên rồi đây. Vụ sau thì em xính em bảo là trồng thêm, cấy thêm ở cái đám dưới này này. Đấy, trồng hết cái khu vực này có nước. Nước là em xính dẫn từ cái chỗ mà ở trên lán ấy, đi xuống theo cái mương này. Khu vực này trồng được lúa thì sau này không phải mua nữa nha. Nó không có lết nhiều đâu mà, nó đẹp mà. Đâu, đi xem nào. Đấy, cái sà xanh này, nó chín mấy nhá. Hôm qua ủ một đêm, em úp đấy một đêm, bây giờ nó đã chín vàng. Bây giờ em phải phơi nhá, đang nắng này tranh thủ phơi đấy. Đấy, cào ra phơi ở đây, lúc nào khô trở về à? Luôn. Nó phải ăn. Thế à? Nó, hôm qua em gà hết nhá, sáng này nó đi nhặt luôn cái mả của em ở bên dưới nhà kia. Em lấy cái áo cái đi treo vào nó. Lấy cái ấy đây, cái gì nhỉ? Mang được canh ấy. Giả người ấy. Nó mới sợ. Nó khô nó nên bao tải để nó còn điếc thì sợ nó cứ về ăn này. Như kiểu khu ở trên em này là không có ai chờ trồng lúa nhiều. Nên là bây giờ đồi này nó dồn hết vào đây. Nó dồn từ thành phố về rồi. Làm gì chim từ thành phố về ra? Đấy, khu này mới lán nhà em xính trồng lúa thôi. Em xính bảo đến lúa chín thì chim nó hay về ăn rất là nhiều. Phơi ở đấy nè. Nắng thế này phơi chắc khoảng độ 2 hôm là khô mà. Sang năm mà trồng được, cấy được nhiều nữa không sợ thiếu rồi nhỉ? Thiếu gạo rồi. Cái cảm bãi như kia nữa rồi. Chỗ nào có nước làm được thì làm. Kia là dẫn mương về, gần suối. Bó này có mệt không? Có mệt không? Có mệt không? Chị bầu à? Không biết nghe tiếng gì nữa. Nghe được ít. Hả? Có phải đi coi, nó bầu nó. Bầu bảo em dám bầu để trên rừng này không ngu hết rồi. Thôi cố gắng năm đầu tiên thôi, bảo vợ như thế nhá. Sau này ở trên này thì nó bây giờ nó cũng có thiếu cái gì đâu. Ngô mình trồng được, lúa mình cấy được rồi, không sợ rồi. Sau này ví dụ mà dê nó phát triển lên thì mình bán đi, tích góp tiền vào. Thiếu cái gì thì mình mua lên. Đấy, bây giờ năm đầu tiên thì hơi khó khăn nên là phải biết động viên vợ một tí. Trên này có sóng mà, điện thoại có đây. Đúng rồi, đây có sóng. Đấy, 3, 4G. Có sóng Viettel ở dưới kia. Nhiều nơi ở trong dưới chỗ lung cáng mà không có sóng điện thoại ấy. Đúng rồi, trong lán của anh trai kia không có. Ở chỗ em là bây giờ có thiếu gì đâu. Nước có đầy đủ hết rồi. Không phải xách xa, nước sạch. Sóng điện thoại có. Nói chung không thiếu một cái gì rồi. Chẳng qua chỉ ở đây chỉ là gọi là ít người hơi buồn một tí thôi. Cũng không buồn không hả? Em có buồn không? Súc vật nhiều, không buồn không? Không có súc vật thì buồn lắm. Không có dê thì buồn đúng không? Đúng rồi, không có ở không thì chẳng chán à. Con người nó ở không lười mà. Lao động là vinh quang mà. Đúng rồi. Ở không là mình ở nó cho phết ở tầm khoảng 2 ngày là nó chán rồi. Lúc em bị kết chân của em phải ở được 2 tuần. Không ngáy hết. 2 tuần ở không là chán rồi á? Ừ. Ngáy hết không biết làm gì. Xong là bắt đầu nghĩ cả đêm rồi.
nghĩ cả lên, anh nghĩ ra cái kiểu đi chăn dê, chỉ có chăn dê thôi, có tiền chăn trâu cũng không được, chăn trâu thì hai năm ấy được một con thì trâu luôn, nó chỉ là nuôi chắc được rồi xính ạ. Đây anh giúp bỏ cái này này, cái này nó chọc bạt nó thủng. Nhưng đây những cái cỏ này lót ở dưới được mà, không sao đâu mà. Vợ em có em bé này, đừng để vợ làm nặng quá nhá. Làm việc nhẹ nhàng thôi. Để nguyên khắc khắc à? Đừng để khiêng hay là vác cái gì nặng nhá. Cái gì không làm được thì bảo anh Giàng anh lên giúp. Còn có chị dâu nữa mà. Đấy, bây giờ còn có cả cháu nữa. Còn nếu mà khó khăn quá thì bảo Hòa lên giúp. Hòa béo ấy. Hòa bây giờ càng ngày càng béo rồi. Thằng này nó béo rồi, nó mặt đen hết rồi. Hôm trước anh vào thì thấy bảo là đang đi xây. Chiều nào đây anh giúp kéo cho xính tầm đầu kia đi, chiều nay đi, chiều này đấy căng lên. Được rồi, dưới này bây giờ có măng không? Măng nữa? Ừ. Có. Chỗ khe suối lần trước anh với em vào lấy đấy. Đi à, anh em mình đi lấy. Ở bên kia có mấy gốc nhỉ? Có. Muốn lấy nhưng mà sợ thời gian là không có. Thời gian lấy vé ngô này, phơi ngô hết. Đâu bảo tiết tiền đâu? Nước đã cạn hết rồi. Khô nhanh kìa. Mới lật ra cái là khô rồi. Nóng quá. Nóng là đốt lửa. Đấy bây giờ gùi sang bên đấy một nửa là đổ ra cào ra. Xính có gùi được không? Gùi tốt mà. Để tí anh giúp cho. Có mấy cái gùi? Có mấy một cái rồi. Cho vợ cống rồi. Vợ gùi được không? Gùi được mà, cái này nhẹ mà. Em cống ngô nặng, em còn cống được. Em cống nửa bao luôn mà. Bẻ ngô kia em cống hết mà. Thế à? Em cống phải để cho xe máy trộn hết. Có cái gùi nào để anh giúp nhỉ? Không có, có đúng một cái kia thôi. Một cái kia là 120 đấy. Bé tí ấy. Bẻ ngô toàn rơi ấy. Cái to đi. Có cái to hơn nhưng mà nó không mang. Cái này chắc gùi đi một ít thôi. Còn đâu là cào ra đây là được mà. Đúng rồi. Mang kinh khủng luôn nhờ. Con đồng cú mỏ à? Con đồng cú mỏ cũng à? Con này có cú mà. Mút thủng đầu ấy. Đâu? Mút thủng đầu à? Hôm nào mút này ở đâu có bán nhỉ? Hôm nào anh lên anh mua cho một cái. Hà Giang đầy mà. Thế à? Được rồi, hôm nào anh ra Hà Giang anh mua cho. Tiền đấy, đi mua cho cái. Rẻ mà, mút này bao tiền đâu? Bố bảo là đến sau nào nó cắt gì theo em mua không được cái mút cho. Không sao đâu, mai anh mua lên cho nhá. Ừ, không sao đâu nha. Nó bảo mua rách. Nó phơi nhiều quá, nó thủng ấy. Em đi đảo. Em cào cái này ra đi xính ơi. Cái này nó cứ tí nữa cống hết đến đảo hết rồi, nó đi đảo.
bắt đường vào đây đi kia ra cho về nhà đâu mà. Em còn chở phân em chở ra đây rồi. Chở phân rồi vút luôn vào ruộng. Hôm nào khô thì chở về. Bây giờ lấy cái gì cào ra được. Lấy tay. Mai em thiết kế một cái cào đi. Đi lên thiết kế cái là gỗ. Bước phải bây giờ phải công nhận hai vợ chồng em xính rất là chịu khó. Từ lúc lên đây không có kia có bắt lên lấy măng khe kìa. Nó thấy bắt cả lên có ngô cái việc nó không đi mua. Có thế mà một chân rồi có mà lại đi có ngô nhỉ. Mai bảo một chân vẫn còn có được ngô. Nó nhìn lớn lâu nó nói. Nhìn như kiểu chưa thấy bao giờ ở đây đúng không? Thế em vừa nghĩ ở không cột chân thế là phần đấy là đường đấy cột chân. Cái này xinh này à, anh quên mất anh định bảo em lấy chân ra bới ra này, hóa ra em một chân không bới được. Nhờ phải dùng tay anh thì chân được à. Đấy, sạch mà bỏ dép ở ngoài rồi mới vào thôi. Cái máy tuốt kia là mượn của ai đấy? Cái máy tuốt kia là của ai? Trung. Anh Trung à? Thằng mình đi mổ cái móc này. Mình đi nhậu á. Thằng cái... Thằng cái... Cái này tí gần khoảng 1 giờ 2 giờ ra đảo một lần nhé. Đảo một lần nữa chắc mai khô luôn. Bây giờ để trứng ở đây còn chín được mà xính mà. Nhờ. Đây là đổ trứng vào chín mà cái này nó hút hút náo mà. Mình để tay của mình vào nóng rồi. Nên ba thùng nhé. Sau này cất đi. Bàn này chắc lắm. Hôm trước chú cũng đưa tiền cho mua phải không? Đúng rồi. Cái rẻ rẻ cái nhìn thì que. Bạt này mới chắc được. Cái bạt kẻ không chắc bằng bạt vàng này đâu. Cái này cái bóng bóng là nó chắc. Hay là chịu được cả nước cơ mà. Đúng rồi, chịu cả nước. Cái này em mua một cái rồi, không có tiền mua được rẻ. Cái kia có 190 rồi. Cái que trâu phát nó rách đi lắm. Nhưng nó quay sẵn đi. Nghe tính ra được khoảng mấy tải nhỉ? Cái này hả? Cái tổng khoảng 5 tải gì đó. 5-6 tải đấy nhỉ? Ừ. Nó mấy thửa bé thôi mà. Được này là được rồi đấy. Năng suất rồi. 2 cân lúa. Cái này đẹp mà, lúa này đẹp. Nó không có lép. Cái chút to này. Xính thử đi điệu giúp vợ một chuyến thôi mà. Cô ấy lửng à? Cô ấy lửng. Có cho Xính đi thay một chuyến. Thì anh đi giúp một hai chuyến. Thế anh cào ra cho. Em cứ đi gùi đi. Vợ gùi được à? Vợ Xính chăm chỉ lắm. Em Xính bảo thay vợ không cho thay. Vợ Xính thương Xính đấy. Biết là cụt chân này.
Thế nó buổi trưa thiết kế một cái cào gì đấy, cào của chú Bát Giới đi đánh nhau ấy, làm y hệt chủ đấy, cào cái đấy nó nhanh hơn, cứ đảo đi đảo lại này, nắng này nó khô. Con sâu cũng hình lên đấy, con sâu chết. Con sâu ăn lứa chết hết sạch. Bà vợ gùi thêm một hai gùi nữa thôi chứ nhá. Vào góc này nữa. Còn bên trên cái cào ra đấy là được. Thế hôm qua mấy anh em đến giúp cái là ăn cái gì? Em bắt một con gà. À, mổ một con gà. Thịt ếch còn không? Còn chứ. Không ai ăn à? Ăn không ngon lắm. Thế nhỉ? Họ không thích ăn nhỉ? Vợ không ăn cho nên không. Thế anh Giang không ăn à? Giang. Nó kiểu làm việc nó vợ không quan bỏ nó bảo lười không nấu. Mệt quá. Nấu cái gì nó ăn nhanh nhanh. Tóm đi. Lấy thêm một gùi nữa là được rồi nhá. Còn mà tí bên trên như cào. Cào ra được. Nhanh lên xíu này, nắng lắm. Đi trong tù đi. Ừ, chín bây giờ ấy. Anh sắp thành con cháu của châu Phi rồi. Nó mà đen hết người. Không tránh được nhỉ. Mình cũng chẳng cần trắng làm gì cả. Người đen nhưng mà trong lòng trắng là được. Nhan sắc chỉ là phù du thôi. Thầy U mới làm mái mái phải không? Có nghe câu đấy không? Rồi. Ok. Ba thử khói nhỉ, có tôi không? Hôm nào khô phải lấy dung sát cho nó lên nấu một bữa cơm ở đây nhỉ? Ừ. Bao nhiêu công sức bỏ ra? Đây, một hạt thóc vàng là 9 giọt mồ hôi ấy. Em biết câu đấy không? Một hạt là tương đương với 9 giọt mồ hôi. Đây, từ lúc em phơi em biết bao nhiêu giọt mồ hôi đổ ra đây không? Còn cái gì? Cái dưới địa đường ruộng cái là cái kia là mồ hôi đấy, đây mồ hôi, đây mồ hôi của em đây, còn cái ở trong cái bờ này cái này là phân. Được rồi chính ạ. Tí nữa ra đảo một lần nữa, kệ nó, cho nó khô mặt trên đi. Nên nó mỏng thế là được rồi. Đi, đi lên trên đi. Xin quay vào đây anh chụp ảnh cho một kiểu kỷ niệm nào. Nhìn ra đây, nhìn vào đây này. Anh lấy cả bên đồi núi kia đẹp lắm. Nào, cười lên, một. Nào, một, hai. Rồi. Đẹp tuyệt vọng. Ui dồi, sao ngày nắng tí. Hoa hết mắt xính ạ. Anh vừa cúi xuống cùng em, sao đứng dậy cái hoa mắt luôn. Cái mặt kia nó, với cái mặt kia nó hút nắng phản mắt lắm. Nó phải xanh xanh như cái này. Cái con rau này nóng hơn cầm không được. Cái con rau vui kia nóng hết. Đây, kéo căng ra.
định kéo ra ngoài nhỉ? Được rồi, để anh giúp kéo cho nào. Bới cho mỏng đi. Được rồi, anh giúp kéo là được mà. Kéo ra đến đống rơm này. Nào, kéo ra nhá. Xính vào dưới đi. Anh đầu này nhá. Nào. 1, 2. Đấy. 3 cây chùm lại nên hòn núi cao. Phát nữa nào. 1, 2. Được chưa, một tí nữa đi, cho ra ngoài này đi. Nó mới nắng to. Kéo ra bên này. Thế từ từ, bỏ cái này ra. Đây anh kéo đây nhá. Được chưa? Nào. Rồi. Bỏng chân như à, anh bước vào đây cảm thấy bỏng chân luôn. Cáo ra đi giúp nhau làm nhanh lên đi, chết nắng đấy, không vừa đâu. Qua làm được đầu ướt hết, đầu ướt hết á à, nhức đầu á à? Giờ thế phơi nắng nóng này. Mình là người cơ mà, có phải robot đâu. Mình chỉ chịu mức độ của mình cũng giới hạn thôi. Khỏe thì khỏe thật nhưng mà máy móc còn hỏng đấy đúng không? Nào có cào đây, anh cào từ đây ra cho. Cố lên. Này xin ơi, nước, tiếp nước. Anh cầm một chai dưới lên để cho vợ uống một tí. Ngứt người rồi chị ạ. Uống nước đi, bỏ. Trời bắt đầu kéo. Cái mày mới được kê. Cái mặt trời vừa dâm được một tí, tranh thủ cào ra đi. Nắng thì nắng thật luôn. Này em có phải để ý mưa đấy nhá. Mưa là phải mưa về lật một phát vào. Đấy, lật một phát vào đấy. Xong là che dơm che lên đấy, kín vào đấy. Không nước mưa vào là coi như hỏng hết. Hôm nay là nắng đẹp này là cũng được rồi.
Hôm qua anh Đình dẫn anh chị Mai lên đây rồi, nhưng mà anh chị lại lên Đồng Văn. Chị Mai với anh Nông ấy. Trước nữa cũng định dẫn anh Kiên lên, nhưng mà anh Kiên lại bận công việc gấp quá nên là anh Kiên phải đi Hà Nội. Không thì hôm sau thì ước định dẫn lên đây. Lên lán nhà em Xính trải nghiệm một lần. Đi đường thì cũng hơi vất vả một tí, nhưng mà lên đây chơi thì cũng mát mẻ. Sang năm làm thì cố gắng lấy phân chuồng vào Xính ạ. Cho phân chuồng vào lúa nó mới tốt. Được chưa? Xong chưa? Đi, không về đi. Nắng rồi. Mù treo. Cháu em lại xuống đây rồi. Đuổi dê về nhốt cho chú cho. Đuổi dê về nhốt cho chú Xính chưa? Về nhốt dê đi nhá. Hôm qua lấy cái dép đệm cái chân cái tuốt này, cái dép nó dù đi. Sao lại còng hết cái dép? Còn cái gì để anh giúp cầm về không? Không có. Mấy cái phải tấu. Đó, dùng dép toàn đi đi không? Mùi chê, nóng quá rồi các bạn. Vừa nóng vừa ngứa người nữa. Nóng quá. Nha. À đây có cả chè dây này Xính này. Đây là cái lá chè dây đấy. À, cái đây đun uống rồi xong hả? Đúng rồi, uống mát gan này. À, đây... Ở khu vực này có ít, ở chỗ gần nhà anh có nhiều lắm. Không, nó thành búi to đùng luôn. Kia có một chùm kia hái về phải đun 3-4 bao tải. Thế à? Hôm nay em lấy về phơi đi xong anh bán giúp cho. Ừ. Cứ về phơi khô cái này rồi dễ phơi mà. Đúng rồi. Chặt nó ra dài dài này, không có chặt bé đâu, chặt dài này. Lấy cả gốc nó à? Lấy cả thân nó, cả thân cả lá này này. Chà, có một chùm bên nhau nó cây cái thắt đổ luôn. Ờ, thế chặt phơi cho anh đi, anh bán giúp nhá. Còn có tiền mà chi tiêu, mua đồ ăn. Không, bây giờ nếu mà xong ngô cái thì cũng nhàn rồi. Hai đống ở đây là chưa bóc. Bây giờ còn thử ở trên này. Còn mỗi chết đường là chưa bẻ đâu phải không? U dê căng bụng rồi nhờ. À, hôm nay có cỏ nhiều. Dê ăn bụng tròn vo. Dê em lại vừa đẻ tiếp rồi à? Nó đẻ một con bé bé rồi. À vẫn con lần trước rồi gì? Rồi, bây giờ cho nó vào chuồng nghỉ đi, nắng lắm. Xin chào dở nhá. Đấy, em dở vợ của em Hòa. Nên giúp em Xính. Đi nghỉ đi em ơi. Bắp to nhờ.
Chiều làm tiếp em ạ, đi. Chiều là lên bẻ trên nữa cơ mà. Đang nhiều có nổ luôn. Anh đi trước, anh đuổi vào cho. Nó biết tự vào đấy phải không Sinh? Đấy. Nóng quá, nó không thích đi đâu nữa. Cỏ nhiều. Ôi. Nó đi uống nước à? Con đầu đàn vào trước rồi đấy. Mít. Quen rồi nhỉ. Mít. Đi vào. Mà biết anh rồi, nó ngửi. Mít. Ngửi thôi nhá, không được cắn nhá. Đấy, ngô nhà em Xính đây. Bây giờ ngô lúa đầy nhà rồi. Mới thu được gần một nửa đó nhà Xính nhỉ. Còn hơn một nửa nữa nha các bác nha. Năm nay em Xính là có ngô để nuôi lợn nuôi gà trên này rồi. Mày là trôi để cứt đây mày. Dề uống nước này. Có đi. Hãy cho nó uống nước. Cho vào nhiều vào. Lâu lâu phải rửa cái máng này cho nó nhé. Cái cây này sạch sẽ, cái cây này là nước mũi. Trâu này cũng ăn no rồi phải không? Ừ. Đấy, trâu tắm bùn. Thôi giờ cũng xin tạm dừng video tại đây đã nhá. Hẹn các bác ở tập tiếp theo. Bây giờ rửa chân tay bước đi vào nhà đó. Tí nữa ăn cơm chiều tiếp tục giúp em Xính bẻ ngô. Xính bảo bảo cháu lấy dê vào chuồng đi. Rửa mặt đi, rửa chân rửa tay đi. Ngứa người quá rồi.